vẻ đẹp khác nữa, đó là những cảnh đẹp nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề 2, cảnh đẹp quê em. Cô mời Phương Linh nào. Thank you.
thêm dưa nhỏ vào nữa. Cô mời thêm một nhỏ nữa. Cô mời nhỏ vào để ngọt lắm. Cô mời dòng sao tạo bóng đó. Dạ, thưa cô.
thời thì là rất là mạnh mẽ. Cô hy vọng là vào 22 thì các em cùng với gia đình sẽ được đến đây để nghỉ dưỡng và vui chơi. Vừa rồi thì cô đã giới thiệu cho các em một số cái cảnh đẹp của huyện Lệ Thủy Minh Nhung. Có thể là các em đã nắm được các bạn thông tin rất là tốt và cũng đã được chia sẻ của bạn về các cảnh đẹp này. Cô tin chưa là lớn lắm. Vừa rồi các em đã được khám phá các cái địa điểm, các cảnh đẹp của huyện Minh Nhung, về cả huyện cả trong tỉnh Quảng Bình. Cũng có rất là nhiều cảnh đẹp, ta sẽ cùng khám phá qua bài giảng hai, đó là học và thực hành. Thank you.
Quang Sơn Nam. Nhưng mà khi đến Huế là đỉnh núi, cái một cái mà quang cảnh rất đẹp, đó có vị rất là tâm mình mặt này. Tiếp thế, đây là địa điểm nào? Ở cô nghe bằng lý trước. Thank you.
Rất là giỏi, các bạn có hiểu. Còn gì nữa?
thì gọi là phong cách sản phẩm của bãi như thế nào. Vậy khi đến đây để tham quan, ngoài việc phong cách sản phẩm của bãi ra thì các em phải nhớ là không được bắt cây bãi cây nhá, không được bắt cây bãi cây nữa. Và đặc biệt là khi đến những vùng sông nước, những vùng sông nước thì các em có đi một mình không? Không, không nên đi một mình mà luôn luôn phải có người lớn đi cùng, và không tự ý xuống tắm một mình chạy về.